Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Let's go. Rồi, chuẩn bị vào game thôi. Yes. Ok. Wow. 3 xe, 4 xe. Let's go. Solo. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai. Driving. Driving, Zone 2 Live. Let's go. Đấy, các bạn có thể nhìn xa hoặc là nhìn gần. Đó. Có điều mình nhìn gần này thì nó hơi khó một chút. Mình sẽ để xa đây. Và điều khiển cái này nó hơi khó nhá, các bạn cẩn thận. Nếu không các bạn sẽ bị đâm ngay. Thì ok. Lách của bài rồi. Wow 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 wow. Oh my gosh. Hỏng xe rồi. Nhưng không sao. Let's go. Thank you.
Oh my god. Chờ lên tốc độ tăng cao. Lách. Dạ. Oh my god. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Let's go. Mình sẽ chọn cái này đi. Ok. Ồ, cái này là phanh. Mình phải ấn nhờ. Ok, đâm ra lại về sau anh ta một chút. Nhưng không sao, mình sẽ đua lại và lái xe. Chris, mua xe ngon hơn. Let's go. Công nhận xe này mới mua cho nên là đua không bao giờ thua đâu. Xe vừa rồi xe đầu game mà người ta cho xe rất là yếu, các bạn không tài nào có thể đua được hơn anh ta. Cái xe này thì đơn giản vì nó khoảng cách của anh ta nó cách mình khá là xa rồi và mình đã sắp về đích. Let's go. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư. A fresh edge. Let's go. Wow, một đường đua khá là đẹp. Này thì lái hơi khó một chút nha, cho nên các bạn phải cẩn thận. Wow. Oh my god.
Rồi sắp ra ngoài rồi. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 5, CSR Rushing ha. Đây là một tựa game đua xe khá là hay và hot, và đây là một tựa game khá là rất là đẹp, rất là đẹp mắt luôn. Các bạn có thể nhìn những chiếc xe rất là sang trọng ở trong tựa game này. Kiểu đua của tựa game này thì nó khác với kiểu đua của tựa game Fresh Edge, nhưng mà tựa đua này rất là khá là ấn tượng. Đây là những xe đua rất là bắt mắt. Ok, let's go. Ok. Lại mới được nhiệm vụ gì đây? Xe màu xanh. Ok, mình sẽ cùng chiến thắng ra hai xe với nhau. Wow, rất là nhiều tiền. Mở ra xem là cái gì. Thêm 4.000 tiền. Ok. Wow, cái này 6.000. Mình chưa đủ khả năng để đua được cái nào á. Rất là nhiều xe đẹp, xe hot luôn. Let's go. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Need for Speed, No Limits. Ok. Collecting to Saver. Let's go. Yeah.
Evenfire. Từ cái này có vẻ lót hơi chậm một chút. Let's go. Và cái game này khá là thật chất nha các bạn nhá. Rất giống ngoài đời luôn. Okay, let's go. Ok, vâng, rất là đẹp. Một tựa game đua xe khá là đẹp. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Passmaster. Ok. Đây là một tựa game đỗ xe. Các bạn vẽ lên đâu thì xe ô tô đi đến đó. Rồi. Càng level về sau thì càng khó hơn các bạn nhé. Lạ lách, đánh võng rồi đủ thứ. Hình chữ P luôn. Ok. New logo, được một cái logo. Rồi, mình sẽ mở 3 chiếc chìa khóa ra. Các bạn có thể cày tiền sau đó để mua cho mình những chiếc xe đẹp hơn. Ok, cái này thì phải đi như vậy. Chậm hơn anh xe kia một chút. Nếu không thì đâm vào nhau là các bạn sẽ phải trở lại. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hit clip 2. Let's go. Tựa game này mới update. Và nhìn rất là đẹp. Cái này update phiên bản của cái gì đây? Mình sẽ chọn một map đi. Chọn món này đi, let's go. Ok. Thank you.
Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Traffic Store. Rồi, từ game này phải bật wifi. Ready. Yeah, let's go. Let's. Ok. Giây. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Traffic Reader. Let's go. Cái này chẳng may các bạn ngã thì các bạn sẽ thua luôn. Let's go. Oh my god. Mình đang định lừa lách nhưng ai ngờ là không được. Đấm luôn. Ok, rồi. Và mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go.
SPK Super. Các bạn đua đua đến khi nào mà rồi về top 1 rồi à, về top mấy đây, 7 à, 2 last. Wow, một đoạn đường khá là dài rồi. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tài game tiếp theo. Let's go play. Đây là một tựa game mà các bạn đi lái xe, sau đó thì đi độ xe khá là khoai rồi nhá, chứ không phải dễ đâu. Ok, tiếp tục là
cua rộng ra một chút. Let's go. Tiếp tục vào. Biết thì cũng vậy thôi. Oh my gosh, chạm luôn là đi luôn. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.